Cầu nguyện với phúc âm hàng ngày. Trích bộ suy niệm của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng. Cầu nguyện với phúc âm hàng ngày. Trích bộ suy niệm của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng. Thứ tư tuần 28 thường niên. Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái, và khốn cho các ngươi, hỡi những tiến sĩ luật. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa phán rằng: Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái, vì các ngươi nộp thuế thập phân, bạc hà, vân hương và các thứ rau, mà lại bỏ qua đức công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Phải thi hành những điều này và không được bỏ những điều kia. Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái, vì các ngươi ưa thích ngồi ghế nhất trong các hội đường và ưa thích được chào hỏi ngoài phố chợ. Khốn cho các ngươi, vì các ngươi giống những mùa mả không rõ rệt. Người ta bước đi ở trên mà không hay biết. Có một tiến sĩ luật trả lời người rằng: Thưa thầy, thầy nói như thế là thầy sỉ nhục cả chúng tôi nữa. Người đáp lại rằng: Hỡi những tiến sĩ luật, khốn cho các ngươi nữa, vì các ngươi chất lên người ta những gánh nặng không thể vác được, mà chính các ngươi dù một ngón tay cũng không động tới. Sứ điệp: Chúa Giêsu lên án gắt gao thái độ kiêu căng giả hình của những người biệt phái. Chúa dạy ta sống khiêm tốn, công bằng và yêu thương. Tự vấn: 1. Tôi có giống những người biệt phái, đi săm soi những sai lỗi nhỏ nhặt của người khác, trong khi đời sống của mình lại đầy rẫy những sai phạm không? 2. Ngươi chất lên người ta những gánh nặng không thể vác được, mà chính các ngươi dù một ngón tay cũng không động tới. Tôi có đòi hỏi người khác cách thái quá những việc mà chính tôi cũng không làm hoặc không có khả năng để thực hiện không? Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đấng hiền hậu và hay tha thứ. Chúa đã dạy con hãy tha thứ cho thù địch. Chúa còn nói với con hãy học với ta, vì ta hiền hậu và khiêm nhường. Ngay trên thập giá, Chúa đã xin Chúa Cha tha thứ cho bọn lý hình. Thế nên con rất ngạc nhiên khi thấy Chúa nặng lời khiển trách những người biệt phái. Nhưng cuối cùng con đã hiểu ra rằng Chúa nặng lời với họ vì họ kiêu căng giả hình. Chúa ghét thói giả dối kiêu căng vì nó làm cho chúng con cố chấp và mù quáng. Lạy Chúa, từ trước đến nay con vẫn hài lòng về đời sống đạo của mình. Con vẫn dự lễ, rước lễ, đọc kinh sáng tối, làm được vài việc bác ái, tham gia các sinh hoạt đoàn thể. Nhưng hôm nay, dưới ánh sáng lời Chúa, khi tự vấn lương tâm, con chợt nhận ra rằng có những lúc con làm những việc đó là vì tính kiêu căng tự đắc hơn là vì lòng mến Chúa và yêu người thực sự. Vì thế, con cũng chẳng khác gì những biệt phái xưa, và con cũng đáng bị lên án như họ. Lạy Chúa,
xin giúp con diệt trừ thói kiêu căng và giả hình. Xin dạy con biết sống khiêm tốn, sống thật lòng với Chúa, với anh chị em con, nhất là với chính lòng con, để mọi hành vi của con trở nên lời tán dương Chúa, đồng thời giúp ích cho mọi người và thăng tiến bản thân con. Amen.